Vợ tỷ phú của Đường Tăng Trì Trọng Thụy xuất hiện, phủ nhận tin đồn mắc bạo bệnh. Cuối tháng 8, truyền thông xứ Trung rộ tin tỷ phú Trần Lệ Hoa, vợ của Đường Tăng Trì Trọng Thụy mắc bạo bệnh, lập di chúc vì sự mất đột ngột. Mới đây, Sina đưa tin, bà Trần Lệ Hoa đã đăng tải đoạn clip trên mạng xã hội để quảng bá về cuộc triển lãm tại bảo tàng của mình. Trong đoạn video ngắn, vợ của Đường Tăng Trì Trọng Thụy mặc bộ váy họa tiết truyền thống, thần sắc tươi tỉnh. Bà phát biểu lưu loát, biểu cảm rạng rỡ khi gửi lời cảm ơn đến mọi người. Giới truyền thông cũng dành lời khen ngoại hình của nữ doanh nhân ở tuổi ngoài 80. Trần Lệ Hoa vẫn phong nhã, sang trọng, khí chất của một doanh nhân giàu có, quyền lực không hề suy giảm. Thân hình bà đẫy đà, nước da trắng và gương mặt rất phúc hậu, tờ 163 viết. Đây cũng là lần hiếm hoi nữ doanh nhân xuất hiện trước truyền thông trong hơn một năm qua. Trước đó, một số tin đồn lan truyền sức khỏe bà xuống dốc, không thể đi lại. Ngoài ra, vụ việc bà cho phân chia tài sản hồi giữa tháng 8 càng khiến dư luận xôn xao. Theo Sohu, bà để lại tài sản cho ba người con riêng của mình, mỗi người 10 tỷ nhân dân tệ, hơn 1,4 tỷ USD. Tất cả tài sản còn lại để cho người chồng Trì Trọng Thụy. Ông sẽ tiếp quản công việc kinh doanh của bà sau khi bà qua đời. Các con của Trần Lệ Hoa cũng tham gia gánh vác công việc kinh doanh của mẹ. Thống kê của Forbes, tỷ phú Trần Lệ Hoa có khối tài sản khoảng 9 tỷ USD. Do đó, khối tài sản mà Trì Trọng Thụy thừa kế từ vợ có giá trị không nhỏ. Trì Trọng Thụy sinh năm 1952, xuất thân trong một gia đình có truyền thống trong nghệ thuật kinh kịch tại Bắc Kinh, nổi danh với vai Đường Tăng trong phim Tây Du Ký bản 1986. Về ngoài điển trai, đạo mạo từng khiến ông trở thành người trong mộng của biết bao thiếu nữ. Nét diễn tự nhiên cùng diện mạo đậm chất Phật giúp vai diễn Đường Tăng của Trì Trọng Thụy nổi bật nhất so với hai người đóng vai Đường Tăng còn lại là Từ Thiếu Hoa và Uông Việt. Dù đã giải nghệ nhiều năm nhưng đời tư của cựu diễn viên vẫn luôn nhận được sự quan tâm, nhất là khi ông kết hôn với nữ tỷ phú lớn hơn mình 11 tuổi. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Trì Trọng Thụy tuyên bố kết hôn với một người phụ nữ lớn hơn mình 11 tuổi. Đối tượng của ông là nữ doanh nhân giàu có thuộc hàng bậc nhất Trung Quốc là Trần Lệ Hoa. Sau khi kết hôn, Trì Trọng Thụy luôn kín tiếng trong đời tư. Ông cũng luôn thể hiện sự tôn trọng dành cho vợ của mình. Truyền thông xứ Trung từng chụp được hình ảnh trong một sự kiện do mệt mỏi nên Trì Trọng Thụy đã ngồi xuống ghế. Tuy nhiên, nhận ra bà xã vẫn chưa ngồi xuống, ông vội vàng đứng dậy. Hàng chục năm kết hôn là bằng đó thời gian Trì Trọng Thụy đối diện với những bàn tán, gièm pha. Vì Trần Lệ Hoa lớn hơn chồng nhiều tuổi, lại từng đổ vỡ hôn nhân nên Trì Trọng Thụy bị cho là kết hôn vì tiền, đào mỏ. Tuy nhiên, đôi vợ chồng đã minh chứng cho tình yêu thực sự giữa hai người. Họ luôn nhường nhịn, yêu thương và dành cho nhau sự quan tâm từ những việc nhỏ nhất. Hiện, cả hai vẫn cho thấy một cuộc hôn nhân viên mãn dù không có con chung. Quốc Tiệp, T.H.